Xin chào tất cả các anh em nha. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2020, mình gửi đến các bạn một cái video hướng dẫn nhận một tục cần KBRX đã con này lít sàn Uniswap, nhưng nó có thông tin gấp tiền và nó sẽ swap con chắc của nó qua mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn nào có tham gia dự án nào dự án này thì các bạn click phần link mô tả của mình. Thì các bạn click phần link của bot mình, các bạn bấm nút start nha bạn. Bạn kiểm tra coi có làm cái góp này không. Sau khi bấm start xong các bạn bấm nút reset nha bạn. Rồi, sau khi các bạn bấm nút reset xong các bạn chụp cái màn hình balance giúp mình lại mình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn click chứ mở cái phần link thứ hai của mình, các bạn mở link firm ra nha các bạn. Và các bạn chạy xíu các bạn để lưu cái bức ảnh của mình nha các bạn. Các bạn chạy chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn click phần link, các bạn mở cái link form của mình ra nha các bạn. Thông báo này các bạn, Fiat Valency thì tốc cần này chạy trên tảng ECMW nay nó đã swap qua BC là BNB Smart Chain nha các bạn. Dự án vì phí gas quá đắt rồi và chạy trên tảng BNB nó tiềm năng hơn các bạn. Rồi thì các bạn điền lại thông tin của tất cả các bạn bên bot Telegram của tất cả các bạn. Thì đầu tiên thì username của tất cả các bạn nè. Các bạn việc copy bên kia view xin em mình đã nhớ hết rồi. À cộng anh 1133 nữa các bạn. Tiếp tục thì Twitter thì các bạn biên lời Twitter của mình nha các bạn. À cộng MMO của anh các bạn. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ BNB Smart Chain Wallet thì các bạn cũng dùng địa chỉ ETH cũ nha tất cả các bạn. Vì một địa chỉ BNB xin địa chỉ của ETH nha các bạn. Thì các bạn copy lộn các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn có đáp lại nha các bạn. Nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ một cái bức tờ các bạn chụp ảnh hồi nãy nha các bạn. Chọn từ thiết bị nè các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn tải lên nha các bạn. Rồi bấm nút tải lên nè các bạn. Sau khi các bạn tải lên các bạn bấm nút gỡ nha các bạn. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn rút tiền con tốc cần KBHS đây cũng kết thúc nha các bạn. Vì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang ủng hộ kênh mình và mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những clip tiếp theo từ mình nhé.